Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà up file lên Google Drive. Thì đầu tiên là bạn vào trình duyệt web. Bây giờ bạn vào trong Google. Gõ vào là Google. Rồi, sau khi vào trang Google thì bạn đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào đây đã. Sau khi bạn đã đăng nhập tài khoản Gmail thì bạn sẽ click vào cái chữ là driver ở ngay trên cái thanh menu này. Kích vào chữ driver. Rồi sau khi kích vào chữ driver thì mình sẽ có một cái giao diện trang như thế này. Thì đây, bạn chọn cái nút là tải lên. Bạn chọn tệp hoặc là thư mục. Thì như cái trường hợp mà nếu mà mình nén file thành WinRAR thì chọn là tệp. Rồi sau khi mà mình chọn tệp thì nó sẽ dần ra một cái bảng để mình chọn cái tệp mình muốn úp lên. Thì bây giờ mình sẽ giả sử úp thử một cái tệp của mình. Đó là bảng báo giá này đi. Nhấn Open. Rồi thì nó đang tải lên đây. Đấy, sau khi mà nó tải lên hoàn tất ý, thì nó sẽ cho các bạn cái nút là chia sẻ ở bên này. Có cái chữ chia sẻ nó sáng lên màu xanh. Bạn click vào đấy. Xong rồi bạn chờ nó load. Đây, bạn chọn cái chỗ này. Bạn chọn cái người có quyền truy cập. Thì ở dưới là nó có cái ổ khóa là riêng tư. Thì bạn kích là thay đổi. Sau đó bạn chọn bất kỳ ai có liên kết. Rồi nhấn lưu. Đấy, sau khi lưu một cái thì bạn sẽ lấy cái đường link này. Bạn gửi sang bên cái Facebook, Yahoo cho bạn bè hoặc là cho đối tác. Đây, copy cái đường link này. Rồi dán sang một cái tab mới chẳng hạn. Đấy, thì người khác sẽ download được cái file đấy về. Đây, ví dụ người khác sẽ download được cái file đấy về như thế này. Rồi, ok.